chào tất cả các bạn, tôi là Tươi và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc lồng cu gáy quả đào. Và đây là lồng cu gáy quả đào cửa đầu trâu và nóc sơ dừa. Đây là một cái chiếc lồng thiết kế theo dáng hình quả đào, các bạn có thể nhìn xung quanh nó dáng như là một dáng như một cái quả đào, vì thế người ta gọi là lồng cu gáy quả đào. Và đây là cái phần cửa đầu trâu, rất là đẹp mắt. Đấy, đầu hình con trâu rất là đồng quê, vì việc cái đặc trưng của lồng cu gáy để con cu gáy thì nó đã mang một cái hương vị đồng quê, vì thế mà là chim cu gáy là một trong những cái loài chim mà anh em chơi rất nhiều, chơi hầu như là nhiều nhất ạ, vì nó rất là dân dã. Khi mà trong cái cuộc sống đô thị nội thành hiện nay thì khi nghe tiếng chim cu gáy thì chúng ta sẽ thích gần gũi gần quê hương hơn, rất là ấm cúng, vì nhà mình cũng nuôi một vài con cu gáy nên là khi mình nghe cái âm thanh của nó gáy thì mình cảm thấy nó ấm áp và cảm giác rất là khó tả. Nói chung là khi mà mình nhớ quê hoặc là những cái âm thanh đồng quê nó sẽ xoa tan đi những cái không khí bộn bề của cái thành phố tấp nập cũng như hiện nay. Và đây là cái lồng cu gáy quả đào, và đây là nóc sơ dừa, phần móc gỗ này, cửa đầu trâu rất là đẹp mắt. Cái lồng này được làm bằng nan tre già và khung bằng mây rất là chắc chắn, và lồng này độ bền vài năm, năm 15 bạn chơi thoải mái luôn. Và đây là cái phần khay phân mẹt để mình đựng phân, và mình có thể tháo ra bằng hai bên này, mình nhấc ra mình tháo để mình vệ sinh cho chim. Và hai cái lỗ ở hai bên thì mình đổ thức ăn, mình không cần phải mở cửa lồng như một số các mẫu lồng khác mình phải mở cửa lồng, mình có thể đổ thức ăn cho chim được, thì bạn có thể là đổ bằng hai cái lỗ về hai bên này. Đấy, nó rất là thiết kế sáng tạo và phù hợp với lồng cu gáy. Một chiếc lồng này chỉ có giá rất là rẻ thôi, chưa đến 500.000 bạn đã sở hữu một chiếc lồng cu gáy quả đào, hàng nghệ nhân làm rất là đẹp. Cái lồng này chỉ có giá là 480.000 thôi ạ. Bạn nào mua cái lồng này chỉ có giá 480.000, và đứa sẽ được tặng kèm thêm hai bộ cống, tức là một cái giỏ mây, giỏ thóc đan mây đấy ạ. Nếu bạn mua lẻ những cái này nó phải đến chục nghìn một cái, hơn chục nghìn, mười mấy nghìn đấy, cộng với kèm thêm một cái vỏ cái cống, bộ cống thủy tinh nữa. Đây giống một cái cống thủy tinh như cái lồng này, đó là bộ cống thủy tinh này, giá là 480.000 thôi ạ, một chiếc lồng cu gáy quả đào. Đây là cửa dáng đầu trâu. Các bạn nếu muốn đặt hàng cái mẫu lồng này thì hãy là gọi điện số hotline của bên chúng tôi là 0964278585 hoặc là 0984217365, hoặc là bạn có thể vào website siêu thị lồng chim.net để đặt hàng nhé. Các bạn một là call trực tiếp qua Zalo, Viber hoặc là SMS, hoặc có thể đặt hàng qua website siêu thị lồng chim.net. Các bạn có thể kết nối với chúng tôi qua fanpage siêu thị lồng chim để có thể tương tác trực tiếp, mình hỏi sẽ tiện hơn.